Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tài nguyên và Môi trường của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tăng cường công tác tuyên truyền cũng như tổ chức nhiều đợt ra quân thu gom rác thải, thế nhưng hiện nay nhiều khu vực ven biển của huyện Tuy Phong cũng bị ô nhiễm môi trường bởi thói quen vứt rác bừa bãi của người dân. Thực trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân ven biển mà còn ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Hiện tại, rác thải ùn ứ, chất đóng trải dài trên bờ biển các xã Hòa Minh và Chí Công, huyện Tuy Phong. Tại xã Chí Công, bà con vứt xả rác bừa bãi dọc theo các con đường và bờ biển, gây nên cảnh tượng nhếch nhác, bốc mùi hôi thối khó chịu. Ở đây không những vứt xả rác thải trên bờ mà còn ở dưới nước. Những khối rác lớn bập bềnh trôi theo dòng nước, dồn tụ lâu ngày kết hợp với nước thải từ các cơ sở chế biến hải sản khiến nguồn nước đen ngòm. Người dân xã Chí Công sống chủ yếu ven biển bằng nghề đánh bắt, buôn bán hải sản. Lượng rác thải sinh hoạt sản xuất thải ra khá nhiều so với những địa phương khác. Mỗi ngày trên địa bàn phát sinh hàng tấn rác thải sinh hoạt khiến việc thu gom, vận chuyển, xử lý gặp nhiều khó khăn. Tình trạng rác thải tồn đọng đã tồn tại ở đây nhiều năm qua. Trong khi đó, do địa hình đường xá chật hẹp, đơn vị thu gom rác không thể cho xe vào thu gom rác được thường xuyên, nên xảy ra thực trạng tồn ứ rác thải ngày càng nhiều. Thì bây giờ là không có thùng thì bà con ta cứ đổ xuống biển thôi. À, vậy. Dù bà con ta đổ xuống biển thì nó cứ tấp vô, nằm nam này nó cứ tấp vô không à. Tấp vô nó phải đầy vô các chỗ nó trâu nước nguồn á. Nó xe tới rồi nó cứ tấp vô. Mùa nam thì ở đây thôi, vét rồi đi lúc chân luôn. Còn mùa bắc là nó trâu cho khác. Cái đây là phong tục đây là từ hồi xưa tới giờ. Ai cũng đổ đây hết, không có đổ đi đâu hết. Rồi bây giờ nếu muốn làm sạch sẽ là thì phải đường xá đâu nấy cho nó đàng hoàng bài bản, có xe để nó chạy tới chạy lui nó thu, chứ còn mình phải làm trách nhiệm như thế nào chứ, còn ngày xưa giờ là tao vẫn đổ giấy về đây mà. Bây giờ muốn sạch sẽ, muốn bỏ thùng mẫu chỗ mẫu thùng á, là mình phải lên lịch trình như thế nào để nói cho người ta không noi gương thì mình bắt anh phải thôi. Bắt phải một lần chục hai chục triệu về nó mới tưởng, chứ còn nó để nó đổ thí à. Tình trạng xả rác gây ô nhiễm tại các khu dân cư dọc bờ biển các xã ven biển huyện Tuy Phong đã kéo dài nhiều năm qua do nhiều nguyên nhân. Nhưng cái chính là do các hộ dân tại đây chưa tự giác ý thức bảo vệ môi trường. Chính quyền địa phương ở đây cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân vùng biển không vứt xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh môi trường luôn sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, để thu lợi bất chính, nhiều người ở huyện Tuy Phong bất chấp quy định pháp luật, tìm cách hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, làm phá vỡ điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống. Đây là những đồng cát dọc biển Bình Thạnh, huyện Tuy Phong. Bao đời nay, những đồng cát đã che chắn gió thổi, cát bay từ biển thổi vào khu dân cư. Thế nhưng những người ở địa phương lén lút dùng các loại phương tiện máy móc múc cát như thế này. Còn đây là đoạn sông Lòng Sông, nơi giáp ranh giữa hai địa phương là xã Phước Thể và thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong. Nhiều người cũng dùng phương tiện máy móc vào khai thác một cách tự nhiên. Những vùng đất bị đào múc, lồi lõm, hàng chục mét khối cát chưa kịp chở đi tiêu thụ vẫn còn nằm lại bên sông. Nếu khai thác quá mức, dòng chảy của sông Lòng Sông sẽ bị tác động và ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân là điều có thể xảy ra. Điều đáng nói là vị trí này được đối tượng khai thác trong một thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn. Do hiện nay là cái số dãy nè, là người dân ta bán hết cho mấy cái hộ này nè, và lợi dụng cái việc mà cải xin làm đơn xin cải tạo đất á, vừa rồi địa phương cũng tiếp nhận rất nhiều mà không có giải quyết. Chính vì vậy á, thì mấy hộ này lén lút để làm, chứ thực chất địa phương cũng tăng cường cái khu vực này rất nhiều, xử lý rất nhiều. Nhưng mà cái hiện nay á, là công tác xử lý á, là địa phương cũng rất là xử lý rất nhiều trường hợp. Vừa rồi cũng lập hồ sơ xử lý rất nhiều trường hợp chứ không phải không. Nhưng mà vì hiện nay lợi dụng nó cao quá, nhu cầu của người dân về vật liệu xây dựng thì nó cũng chưa có đáp ứng kịp thời. Trong khi đó thì nhà xe nó thu lợi nhuận nhiều quá, nên bắt buộc phải thế nào làm cũng phải làm lén một lúc
để cái thu cái lợi nhuận bất chính thôi. Đối với Tuy Phong thì cái tình hình khai thác khoáng sản là tương đối phức tạp. Thì ngay từ đầu năm là chúng tôi đã triển khai xây dựng kế hoạch để mà rà soát tất cả các cái điểm mà thường xuyên khai thác khoáng sản, tập trung chỉ đạo cái lực lượng là để mà nắm tình hình, đấu tranh và xử lý quyết liệt đối với các cái đối tượng mà khai thác, tập trung trong đó là những cái đối tượng chủ mưu, đối tượng khai thác có số lượng lớn. Qua đó thì đã kiểm tra, phát hiện, xử lý rất nhiều cái đối tượng mà có cái khai thác khoáng sản lớn, góp phần là ổn định cái tình hình an ninh trật tự địa phương. Theo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tuy Phong, tuy có nhiều cố gắng trong tuần tra kiểm soát, nhưng tình hình khai thác khoáng sản ở Tuy Phong vẫn diễn biến phức tạp. Trong 4 tháng đầu năm, địa phương đã phát hiện và xử lý 28 trường hợp vi phạm, trong đó có 15 trường hợp khai thác trái phép, còn lại là mua bán khoáng sản không có nguồn gốc. Tuy đạt được kết quả nhất định, nhưng một số khu vực, vị trí có địa bàn xa, địa hình khó đi vẫn bị các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép. Các địa phương có nhiều hoạt động khai thác khoáng sản trái phép để san lấp mặt bằng, nhiều nhất ở các xã, thị trấn như Liên Hương, Phan Rí Cửa, Bình Thạnh, Chí Công và Hòa Minh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tăng là do nhu cầu lớn trong mùa xây dựng và tình trạng san lấp mặt bằng để mua bán đất. Bên cạnh đó, một số địa phương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo đúng mức trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Việc khai thác trái phép hiện nay trên địa bàn huyện thì đâu đó nó vẫn còn. Với cái lực lượng của chúng tôi thì hiện cửa cấp huyện cũng tương đối mỏng nên không thể mà đủ hết lực để quán xuyến hết tất cả các địa bàn khác, các địa bàn còn lại trên địa bàn huyện. Trước tình hình đó, huyện Tuy Phong quyết tâm không để xảy ra điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép, tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát của tổ liên ngành, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể cá nhân trong quản lý nhà nước về khoáng sản của cấp xã mà không hoàn thành nhiệm vụ được giao để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhưng không ngăn chặn xử lý kịp thời. Đồng thời, huyện tăng cường công tác bảo vệ các mỏ khoáng sản chưa khai thác trong quy hoạch, các mỏ đấu giá nhưng chưa khai thác, tăng cường lực lượng kiểm tra kiểm soát ở các điểm nóng như Đồng Hoàng Lan, Đồng Ông Keo ở các xã Chí Công, Hòa Minh, Bình Thạnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tài nguyên và Môi trường kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.